giả Thảo có hỏi chuyên gia như sau. Xin được hỏi chuyên gia, hiện tại gia đình tôi có 1.200m vườn và muốn chăn nuôi gà. Xin hỏi chuyên gia nên làm chuồng rộng bao nhiêu và thả gà mật độ bao nhiêu là phù hợp? Xin mời chuyên gia. Vâng, rất vui là chị Thảo đã có cái ý định để tổ chức chăn nuôi gà. Ở đây thì chị có thể nhận được tôi có hai lời khuyên. Lời khuyên thứ nhất, nếu như dù là 1.200m² vườn nhưng nằm trong khu dân cư, trong xóm thì đừng có tổ chức chăn nuôi cái gà, bởi vì nó không an toàn lắm. Thế còn nếu như tổ chức chăn nuôi thì lại phải hết sức là cẩn thận. Thế còn nếu như cái khu vực vườn đó mà lại nằm ngoài làng xóm, ra ngoài cánh đồng thì quá tuyệt vời. Thế cách tổ chức như sau. Thứ nhất là nếu chị nuôi gà với hình thức nuôi nhốt toàn bộ thì cái việc mà tổ chức chăn nuôi nó có thể nói là dễ dàng hơn. Và cái số lượng gà nuôi có thể rất nhiều hơn. Thì chị phải tính như này, trừ cái diện tích bắt đầu xây dựng ra còn lại bao nhiêu. Nếu chị nuôi nhốt ấy, thì khi xuất bán tối đa là 4 con, 3 đến 4 con trên mét vuông. Và từ đấy thì chị nhân lên cái diện tích cần thiết để xây dựng chuồng trại và tổng số đầu con. Tôi cho rằng là ví dụ như chị nuôi 1.200m thì nên chia làm 2 dãy chuồng. Thì mỗi dãy chuồng như thế là khoảng 500m². Thế còn lại là khoảng cách giữa hai dãy chuồng. Thì 500m² mà nhân với 3 con là mỗi một cái dãy chuồng chị có thể nuôi tối đa là 1.500, tối đa là 1.500 gà. Vậy thì cả hai dãy là chị có thể nuôi 3.000 gà. Ngon lành. Thế nhưng đấy là với điều kiện là chị phải có kỹ thuật. Có kỹ thuật chăn nuôi, có kỹ thuật phòng bệnh tốt. Thế đấy là cái một là phương án nuôi nhốt. Cái phương án thứ hai là chị nuôi thả vườn. Thế khi nuôi thả vườn thì chị vẫn phải có một cái dãy chuồng để mà cho gà nó lưu trú vào những ngày thứ nhất là mưa gió, mưa gió hay là ẩm thấp hay là cần lúc mà cần nhốt để mà tiêm phòng cho uống thuốc chẳng hạn. Thì chị phải tính là lúc tối đa, tức là khi xuất bán là nó chỉ có 3-4 con một mét vuông thôi. Thế thì chị phải xây những chuồng gà ít nhất là 200m đến 300m, cái diện tích như vậy rồi. Thì để chứa được như vậy là nếu là 200m thì tổng số gà chị cần nuôi lúc xuất bán, ta tính là tính lúc xuất bán ấy, đừng có tính lúc nhỏ, thì chị nuôi tối đa là 800 con. Thế 800 con ấy thì chị có thể nuôi thả ở trong một khu. Nếu như chị đã xây dựng dãy chuồng 200m rồi thì còn lại có 1.000m, thì như vậy là đảm bảo cái diện tích gà để chơi, để chơi. Thế nhưng mà cũng nói thật, 1.000m đối với 800 con là cũng tương đối dày đặc. Nó cũng rất là phụ thuộc vào cái môi trường mà nay mai chị phải xử lý. Cho nên là lời khuyên thứ hai là nếu phương thức chăn nuôi thả vườn thì chị nuôi tối đa được 800 con trở xuống. 500 con trở lên là đẹp. Bây giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc, là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15. 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ.
mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam.